huệ năng đại sư biểu diễn cho chúng ta thấy ngài không biết chữ chưa đọc qua sách nhưng à, ngài cũng đại hiểu. triệt đại ngộ không biết chữ không đọc sách cũng không thể nói ngài không có học Ngài học gì? Nói cho quý vị biết Ngài học Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang không học viên mãn Ngài chỉ học ở giữa có mấy câu Quý vị thấy có lợi hại không? Ngài chỉ chuyên chú nơi mấy câu đó mà đã khai ngộ Trong Pháp Bảo Đàn Kinh Ghi mọi người đều xem qua Ngài bán củi À, sau khi bán hết củi cầm tiền chuẩn bị đi đó là một nhà trọ nhỏ ngài vừa bước ra nghe trong đó có người đọc kinh ngài có thể nghe hiểu nghe rồi cảm thấy rất có ý nghĩa sau đó bước vào gõ cửa Hỏi người ở trong Bạn vừa mới đọc là gì thế Người đó nói tôi đọc Kinh Kim Cang Ngài nghe rồi cảm nhận được rồi Ngài thêm những câu nghe được giảng giải cho Trương Cư Sĩ nghe Nghe xong ông ta cảm thấy người này quá tuyệt Không biết chữ, cái gì cũng chưa đọc qua Chỉ tình cờ nghe mấy câu Mà có thể thâm nhập nghĩa vị Nghĩa là nghĩa lý, Vị là Pháp vị Ngài đã nếm được Đương nhiên trong Pháp Bảo Đàn Kinh Không có ghi rõ ràng như vậy Chắc chắn rồi Ở đó nói rất hợp ý Nói đến nỗi trương cư sĩ bội phục lại sát đất Và khuyên Ngài đi đến Hoàng Mai để tham học Ngài rất đáng thương ở nhà còn có mẹ già Mẹ con nương tựa nhau để sống hàng ngày nhờ vào việc bán củi để sống Nếu Ngài muốn đi đến Hoàng Mai học tập Vậy mẹ già ai nuôi? Những người bạn học Phật này tập trung một số người Mọi người góp tiền Góp được 12 lạng bạc đưa ngài sắp đặt việc gia đình xong mới có thể yên tâm đi vì sao ngài có năng lực này mà một số người như chúng ta không có điều này phải nói làm sao đây phải nói là do tâm thanh tịnh tâm của ngài thanh tịnh không có tạp niệm là người con hiếu trong mắt chỉ có mẹ mỗi ngày lao động vất vả kiếm ít tiền để nuôi mẹ ngoài điều này ra không có tạp niệm nào đây là điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai là trung hậu thật thà Chúng ta gọi là tư tưởng đơn giản Điều kiện thứ ba Theo trong Kinh Phật nói Thì Ngài có thiện căn thâm hậu Chỉ cần gặp được duyên Thiện căn này từ A Lại Gia Thức khởi dậy Nên ở Hoàng Mai 8 tháng kỳ thật ngài đâu cần đến tám tháng, tám tháng đó là ngủ tổ hoàng nhẫn rèn luyện ngài, tu tám tháng khổ hạnh, Trong cội phước, trong phật pháp phước huệ song tu, có huệ không có phước cũng không được. Phước là gì? Là làm phục lao. Ngày nay chúng ta gọi là làm việc nghĩa Ở trong đạo tràng tam bảo làm việc Nghĩa là tu phước Do sư phụ thiết kế cho Ngài Mà người khác không biết Nhưng Ngài biết rõ Ngài minh bạch Tám tháng không được phép vào thiền đường cũng không được đến giảng đường ngài ngài giả gạo bữa củi chia cho ngài công việc này làm suốt 8 tháng người hiểu được thì biết đây toàn là thiền cơ người không biết thì cho rằng ngài ở đó làm việc nghĩa bây giờ gọi là làm công quả nhưng đến cuối cùng truyền pháp ngũ tổ hoàng nhẫn đã truyền pháp cho ngài mà không truyền cho ai khác không có gì khác mà quý ở chỗ chuyên chú chuyên nhất